Hả? Cắp. Để đại không đi, để đại không đi. Để khỏi cắt. Cái kỳ này. Để luôn. Tôi cố tình tôi để mà. Vậy hả? Để gì mà ấy con cá mày đẹp cắt ra mà con cá xấu quá à. Quay phim mà. Vậy hả? Tại mình để nó cũng đâu có dính bận gì đâu. Mặn cái mang này xong rồi. Cá cóc khổng lồ các bạn. Cá cóc khổng lồ. Chiến tướng. Ngồi đằng một khúc khác. Công đoạn hấp nha bạn ơi. Ủa lộn, công đoạn ướp. Thì ai ôi trời, nhức bụng niêm nữa hả? Đâu. Ui. Em chịu hả? Chịu thôi. Mùi bụng niêm kỳ cục chết. Mình không ăn bột nêm đâu, mình không có ớt bột nêm các bạn ơi. Mình chỉ ăn bột ngọt thôi. Bột ngọt cũng như bột nêm vậy đó. Cái nào cũng chết như thường à. Trời ơi, cô hành cá kìa ông nội ơi. Bởi vì 1 ký 200 ngàn phải rồi. Dạ, lấy cái bọc tên. Nếu mà này bạn hàng nó bán lại 1 ký 200 ngàn các bạn. Cá trên 2 ký, ký 200, 200 trở lên. Còn mình bán cho bạn hàng con này là 2 ký 4 chắc được cỡ 300 ngàn. Không tới 300 ngàn đâu. Nó trả dữ lắm, 101, 102 ký à. Ôi trời, coi mỡ nó vàng các bạn. Lần đầu tiên ăn cá cóc trên 2 kg nha. 200 ngàn ta có tiền ta mua. Đồ bỏi nha các bạn. Nổ muốn gom hả? Muốn gom chi trời. Gom ngon lắm, gom bữa nay thấy ngon mới mua đó. Ủa có ông cũng quá chết luôn ăn gì. Rồi mua có mấy nắm mà. Con mua bắp non mà. Ờ bắp non đi kiếm không có gặp đâu chắc. Đừng ăn nắm gom ơi. Có mấy nắm hả trời. Chắc tư hả. Có đem thuốc không, bông bí là bao ngon luôn các bạn. Bông bí bắp non hành này phải có hành này nha, có hành này vô vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Củ cải đỏ là chủ yếu màu đẹp thôi, ăn uống gì nữa. Bắp cải không, mua bắp cải trái tim đi, mua bắp cải này để mày qua bánh mày mua thêm cái bắp cải. Bắp cải này đi. Mình hấp nó không có chín được, nó cứng ngắt. Để đi mua bắp cải trái tim. Bởi vì ta mới chụm cho nó mềm, người ta mới hấp á. Đồ bổi thì ai ăn gì thì mua cháu qua bổi như ăn lẩu các bạn. Bao ngon. Có tương á, ăn ngon lắm. Họ làm tương chấm nữa mà. Còn tương không? Hay ớp hết luôn rồi. Tương chấm đâu giống như mua á, người ta. Quên bà con chảo tương chấm. Ừ. Họ chấm vô đó đó. Thôi lại cô Tư xin tương được không ta? Được. Được. Lại cô Tư xin tương. Ừ. Quên nhé. Ôi rồi coi nè. Để đồ bỏi dưới rồi không thấy rõ đồ bỏi ha. Màu đen đen là tương nha bạn. Nấm mèo, củ hành, bông bí. Còn món bún tàu nữa, chưa để vô nữa. Bún tàu hồi rồi đắp lên luôn. Để kho cái này. Nó nguyên gì kho nó chín. Có cái đuôi kho này dầm trong mặt. Để nước dừa vô. Có nước dừa không? Có một chút dừa. Ừ, bà nước dừa bà quất cho ngập cho nửa cái bụng á. Nước cái chén hai. Bên thì nhiều quá. Chén em bé là gì? Rồi, máy đi. Khui đi. Ôi giời, có dãy nó bung lên kìa. Ui. Ôi ôi, có cái bong bóng nó dày kìa ông nội ơi. Bong bóng nó ngon. Rồi coi cái xớ thịt kìa các bạn. Vàng thật luôn. Trời, bữa cơm đi nha Di, bữa cơm. Cái khứa này để thật chảo bề rồi, nó chín. Ôi rồi có cái khứa kìa. Còn cái này mới chở lên. Mới chở lên. Cái cá riêng rồi bỏ riêng đi. Hả? Dĩa cá, dĩa đầu bổi riêng đi. Vậy hả? Ừ. Ừ, đúng rồi, để dĩa ăn. Không có ống ăn mà. Ống kiếm đi. Đó. Đơn giản thôi. Nhẹ mà thơm đi. Đâu có đường bụng đâu rồi. Cái còn hơi đỏ đỏ rồi, cái này. Ăn ôi, có cái lực bụng nó vàng thật luôn kìa. Ăn bụng lên. Vậy mà nó chưa chín trong này nữa là thấy chưa? Đâu dở này ơi, chừng nín này chứ không phải chín. Ăn nó bụng đi.